Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 7 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên thảo luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Hưng Yên là một trong ba tỉnh thành hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Họa sĩ Đặng Ái Việt và cuộc hành trình về Hưng Yên để vẽ mẹ Việt Nam anh hùng. Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Xử phạt gần 300 triệu đồng các tàu hút cát trái phép. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Sau hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng dự có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 19.000 tổ chức đảng và trên 100.000 đảng viên. Kết luận 505 tổ chức đảng và trên 1.700 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 115 tổ chức và gần 800 đảng viên, kết luận 59 tổ chức đảng và trên 600 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, phải thi hành kỷ luật 20 tổ chức đảng và gần 450 đảng viên. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát, việc giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng kịp thời. Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định, tại Hưng Yên, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị luôn được coi trọng. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh. Ngay từ cuối năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo và định hướng thống nhất về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng năm 2023, trong đó chỉ đạo tập trung vào việc chấp hành các quy định, điều lệ của đảng, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, các nghị quyết, kết luận của đảng và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực địa bàn tiềm ẩn nguy cơ dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, sai phạm, nhất là các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước, mua sắm và sử dụng tài sản công, bảo vệ môi trường sinh thái. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy, chi bộ, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng theo chương trình kế hoạch đã đề ra, trong đó chú trọng kiểm tra giám sát đối với ủy viên các cấp ủy. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra 1.169 đảng viên, 556 tổ chức đảng, trong đó số ủy viên cấp ủy được kiểm tra chiếm hơn 40%, đã giám sát 452 đảng viên và 312 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 131 đảng viên và 34 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó số ủy viên cấp ủy được kiểm tra dấu hiệu vi phạm chiếm tới 52%. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kiểm tra tài chính đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật đảng đối với 550 tổ chức đảng. Các đảng viên vi phạm được xử lý nghiêm để bảo đảm kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh của đảng, song cũng chú trọng tăng tính răn đe, giáo dục và tính nhân văn trong quá trình xử lý đảng viên, bảo đảm thống nhất đồng bộ giữa kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính đoàn thể với xử lý pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy đã kỷ luật 10 tổ chức đảng và 130 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 52 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên bị xử lý hình sự. Quá trình xem xét kỷ luật đảng có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các cơ quan tổ chức có liên quan để bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2023, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của tỉnh Hưng Yên phấn đấu hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2023 đã đề ra và thực hiện tốt các chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tích cực chỉ đạo sớm kết luận các vụ việc, các cuộc thanh tra kiểm tra để xử lý nghiêm các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc và vi phạm các quy định của Đảng, thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra theo quy định. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề xuất kiến nghị với Ủy ban Kiểm tra Trung ương một số nội dung. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương tăng cường hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng các nghiệp vụ kỹ năng về kiểm tra giám sát cho các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới, hỗ trợ cử các chuyên gia, các đồng chí kiểm tra viên cao cấp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia đào tạo bồi dưỡng cung cấp các kỹ năng, kinh nghiệm cho cán bộ kiểm tra ở tỉnh. Nhiệm vụ kiểm tra giám sát của các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp ngày càng nặng nề, phức tạp với yêu cầu ngày càng cao gắn với đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên kiến nghị cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung, thư viện điện tử của ngành kiểm tra Đảng để có thể cung cấp, chia sẻ nhanh chóng, kịp thời các kỹ năng, kinh nghiệm về kiểm tra giám sát và thúc đẩy quá trình học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cho ngành kiểm tra Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ như chủ động tích cực và quyết liệt hơn trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo khoa học chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện công tác quy hoạch kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị lần thứ 15 nhằm đánh giá về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào chủ trì hội nghị. 6 tháng qua, Thị ủy Mỹ Hào đã tập trung lãnh đạo thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là kỷ cương, trách nhiệm, quyết liệt giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng nông thôn mới. Kết quả, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Thị xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình đầu tư hạ tầng giao thông và đô thị. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, công tác lao động và việc làm an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp trong 6 tháng cuối năm như tập trung thu hút đầu tư các dự án phát triển công nghiệp đô thị, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển thương mại dịch vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa xã hội. Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên vừa tiếp nhận máy siêu âm màu Modern F37 hãng Hitachi Aluka Medical có xuất xứ Nhật Bản và một bơm tiêm điện gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích TCI do Bộ Y tế phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Nhật Nam tặng. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, dự và trao tặng máy siêu âm. Phát biểu tại lễ trao tặng, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế tin tưởng với việc được trang bị thêm máy siêu âm và bơm tiêm điện gây mê tĩnh mạch có kiểm soát nồng độ đích giúp Trung tâm Y tế thành phố sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu, giúp nhân dân địa phương được chẩn đoán bệnh bằng hình ảnh ngay tại tuyến y tế cơ sở. Đồng thời mong muốn Trung tâm Y tế thành phố sẽ phát huy tốt hiệu quả của máy, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn trong chẩn đoán bằng hình ảnh để có kết quả chuẩn xác nhất cho người bệnh.
Xác định việc thực hiện đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm có tính lan tỏa cao, lợi ích thiết thực, hiệu quả lâu dài, thời gian qua cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực thực hiện đưa Hưng Yên trở thành là một trong 3 tỉnh hoàn thành chỉ tiêu sớm nhất của cả nước về thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đến ngày 10 tháng 7, toàn tỉnh đã kích hoạt được hơn 617.000 tài khoản định danh điện tử, đạt 107,37% chỉ tiêu được giao, có 8 trên 10 đơn vị hoàn thành vượt chỉ tiêu giao, trong đó một số địa phương có tỷ lệ kích hoạt cao so với chỉ tiêu được giao như huyện Phù Cử đạt 122,44%, hai huyện Kim Động và Ân Thi đều đạt 120%. Các huyện Tiên Lữ và Văn Lâm đều đạt trên 117%. Tuy nhiên, hai địa phương gồm thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào hiện mới chỉ đạt lần lượt trên 83% và 87%. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện hướng dẫn cài đặt ứng dụng và nâng cấp tài khoản định danh điện tử không những giúp hoàn thiện dữ liệu dân cư, quản lý thông tin công dân mà còn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao dịch cùng các nhóm tiện ích khác. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tự nguyện rong ruổi qua 63 tỉnh thành để vẽ chân dung mẹ Việt Nam anh hùng như một sự tri ân sâu sắc các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Đó là nữ họa sĩ Đặng Ái Việt, người chuyên vẽ chân dung mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp đất nước Việt Nam. Thời gian vừa qua, bà đã thực hiện mong muốn này tại tỉnh Hưng Yên. Bức ký họa đầu tiên khi đến Hưng Yên là mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Vui. Mẹ Vui sinh năm 1923 ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, có hai con liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ. Tôi cảm nhận thấy khi bà đến vẽ mà mẹ tôi, hình ảnh chân dung mẹ tôi thì đúng là xác thực và rất là xúc động. Và riêng bản thân tôi và gia đình chúng tôi nói chung vô cùng xúc động. Mỗi ký họa mẹ là một câu chuyện, một số phận, nhưng điểm chung trong đôi mắt xa xăm mong ngóng ấy là hiện thân của tấm lòng bao dung, bất khuất, là nỗi đau hằn sâu. Bao nhiêu nếp gấp thời gian chằng chịt trên mặt mẹ là bấy nhiêu nỗi đau. Và họa sĩ Ái Việt tạc chúng lên trang giấy với tất cả sự ngưỡng vọng. Tác phẩm bà vẽ cũng vì thế không đơn giản chỉ là đặc tả khuôn mặt các mẹ mà còn gửi gắm vào ánh mắt, nụ cười, linh hồn của các mẹ. Được biết tại Hưng Yên, bà đã vẽ lại 24 mẹ Việt Nam anh hùng. Nhiều năm qua tôi đi vẽ chân dung mẹ Việt Nam anh hùng là một cách tri ân, là một cách trả lại cho đời những cái ân tình mà tôi đã nợ trong cái suốt cuộc hành trình mà cuộc chiến đấu mà đối với đồng đội của tôi đã ngã xuống. Vì vậy, cái công việc mà đi vẽ mẹ Việt Nam anh hùng là một cái hành trình tri ân, một cái hành trình mà nói về nghệ thuật, đó là một cái sáng tác về đề tài nhân chứng lịch sử. Họa sĩ Đặng Ái Việt, tên thật là Đặng Thị Bông, quê ở tỉnh Tiền Giang, hiện sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 15 tuổi, bà tham gia hoạt động cách mạng. Năm 2010, bà bắt đầu hành trình sáng tác về đề tài nhân chứng lịch sử. Với công lao đóng góp không ngừng nghỉ, bà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Bà chia sẻ, cả nước có 130.000 mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi lo các mẹ sẽ về với tổ tiên nên tranh thủ mọi phút giây để đi và vẽ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng bóng dáng hao gầy, lưng còng và khuôn mặt nhăn nheo đầy dấu vết thời gian của các mẹ Việt Nam anh hùng vẫn hiện hữu trong cuộc sống. Họa sĩ Đặng Ái Việt đi tới mọi miền quê với đồng lương ít ỏi và không nhận bất cứ một sự đóng góp nào. Với bà, những khó khăn trải qua không thấm vào đâu so với sự hy sinh mất mát của những người mẹ anh hùng. Trước thực tế văn hóa đọc ngày càng bị lấn át bởi các loại hình giải trí hiện đại, huyện Yên Mỹ đã có nhiều biện pháp nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt quan tâm hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em. Vừa qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ tổ chức buổi tập huấn xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ từ nhỏ đã thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên tại các nhà trường và phụ huynh có con nhỏ đến dự.
Tại buổi tập huấn, diễn giả Nguyễn Kim Thoa, CEO của Tân Việt Book, truyền đạt về tầm quan trọng của việc đọc sách, 10 bước hình thành thói quen đọc sách cho trẻ, xây dựng không gian đọc sách trong mỗi gia đình. Đối với trẻ em, đọc sách giúp ngôn ngữ linh hoạt, thêm vốn từ vựng, học kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống, đồng thời hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Xây dựng cho con trẻ một cái thói quen đọc sách ngay từ khi còn nhỏ là chúng ta đang trao cho trẻ một cái tài sản lớn trong tương lai. Bởi trong cái giai đoạn này thì bộ não của con trẻ là đang trong một giai đoạn phát triển và hoạt động mạnh mẽ nhất trong cả đời người. Và trong cái giai đoạn này thì bộ não nó rất cần những cái từ vựng, ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh nuôi dưỡng cho trẻ một cái thói quen đọc sách, một cái tình yêu đọc sách. Từ nhỏ thì lớn lên con trẻ của chúng ta nó sẽ có một cái khả năng ghi nhớ tuyệt vời và đó là nền tảng cho cái việc phát triển trí tuệ của trẻ. Thông qua buổi tập huấn này, các nhà trường ở huyện Yên Mỹ hướng đến xây dựng thư viện thân thiện để phát triển văn hóa đọc trong học đường. Đối với nhiều phụ huynh sẽ quan tâm chú ý hơn đến việc đọc sách của con, lựa chọn các loại sách phù hợp để cho con đọc hoặc đọc cho con nghe, từ đó hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày. Muốn cho trẻ yêu thích sách thì mình nên có cái thói quen duy trì cho trẻ đọc sách, cả gia đình cùng đọc và xây dựng một cái khoảng thời gian nhất định trong ngày, giảm bớt cái thời gian chúng ta sử dụng những cái phương tiện điện tử như smartphone hay TV. Trang bị các cái kỹ năng, các cái phương tiện để giúp cho cái thói quen đọc sách được hình thành ở mỗi một học sinh, mỗi một công dân và mỗi một gia đình. Nằm trong chuỗi dự án lan tỏa văn hóa đọc do Tân Việt Book khởi xướng và hỗ trợ, hiện nay trên địa bàn huyện Yên Mỹ đã có một không gian văn hóa đọc cộng đồng tại thôn Nhân Lý, xã Thanh Long với hơn 4.000 đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đây là mô hình tích hợp nhà văn hóa thôn và không gian đọc hướng tới hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, đưa sách đến gần hơn với người dân. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới bước vào đầu vụ nhãn chín sớm, song hợp tác xã cây ăn quả Quyết Thắng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đã đón những vị khách đầu tiên đến tham quan trải nghiệm du lịch nhà vườn trong năm nay. Nắm bắt tâm lý của nhiều du khách muốn trực tiếp trải nghiệm tham quan vườn nhãn, 3 năm nay, ông Trần Văn Bí ở hợp tác xã cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng đã mở cửa vườn đón khách, vừa quảng bá tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, vừa tạo hướng đi mới cho du lịch địa phương. Du khách đến trải nghiệm được tự tay hái và thưởng thức nhãn tại vườn miễn phí. Hôm nay chúng tôi cũng đưa chị và các cháu người nhà bên Mỹ về bên mình du lịch thì chúng tôi cũng đưa sang Hưng Yên và xuống vườn nhãn cho các cháu trải nghiệm và tham quan. Tôi ăn thì thấy nhãn của mình rất là ngon, hiện tại các tỉnh khác thì tôi chưa thấy. Mấy ngày nay, gia đình ông Mỹ đã thu hoạch được gần 2 tạ nhãn chín sớm, chủ yếu là giống nhãn Hương Chi. 100% nhãn sớm được bán cho khách đặt và khách tham quan với giá từ 30 đến 35 nghìn đồng một kg. Đây là một cách cũng để tăng cái thu nhập cho các hộ nông dân và để quảng cáo thương mại của cái nhãn của Hưng Yên đối với các bạn bè trong tỉnh, ở trong nước biết được là cái chất lượng của nhãn của Hưng Yên nó có hương vị thơm ngon khác với các nhãn của nơi khác. Việc kết hợp trồng nhãn với phát triển du lịch trải nghiệm của một số hộ dân, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hưng Yên giúp du khách được trải nghiệm hoạt động thu hoạch, thưởng thức nhãn tại vườn, từ đó cũng giúp các nhà vườn có thêm kênh tiêu thụ sản phẩm nhãn quả tươi, góp phần quảng bá sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên tới nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, loại hình du lịch này mới chỉ phát triển tự phát nhỏ lẻ, chưa có mô hình tổ chức quản lý nên hiệu quả mang lại chưa tương xứng với tiềm năng. Để phát triển bền vững, loại hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm nhà vườn cho hiệu quả kinh tế cao, các ngành chuyên môn, các đơn vị kinh doanh du lịch và nhà vườn cần có sự phối hợp chặt chẽ, toàn diện, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, phục vụ du lịch, giúp người dân quảng bá và đào tạo nhân lực. Cùng với đó, các chủ vườn tiếp tục nâng cao chất lượng nhãn, chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉnh trang vườn nhãn sạch đẹp. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, các ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra và phát hiện một số lượt tàu hút cát trái phép và xử phạt số tiền gần 300 triệu đồng.
nhằm tăng cường quản lý nguồn tài nguyên cát lòng sông và đất. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất và định kỳ để xử lý các tổ chức cá nhân khai thác cát. Qua kiểm tra, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, Công an tỉnh và Thanh tra liên ngành đã xử phạt và kiến nghị Ủy ban dân tỉnh xử phạt hành chính gần 300 triệu đồng đối với các chủ tàu hút cát trái phép, chủ yếu là hút cát ngoài giờ quy định ngoài vùng được Ủy ban dân tỉnh cấp phép. Lực lượng chức năng tiến hành thu giữ 2 tàu hút cát trái phép tại huyện Khói Châu và Văn Giang. Bên cạnh đó, qua kiểm tra và kiến nghị của người dân, tiến hành xử lý 3 vụ việc khai thác đất trái phép tại các huyện Yên Mỹ, Ân Thi và thị xã Mỹ Hào. Sau hơn 1 tháng ra quân tăng cường xử lý xe quá khổ quá tải trên tuyến đê sông Hồng qua 3 huyện Văn Giang, Khói Châu, Kim Động, từ ngày 3 tháng 6 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã kiểm tra trên 2.860 phương tiện chuyên chở vật liệu và hàng hóa. 6 tổ kiểm tra phương tiện chuyên chở hàng hóa theo chốt và lưu động cả ngày và đêm trên tỉnh lộ 378, tuyến đê sông Hồng, nơi có nhiều bến bãi ngang sông và là tuyến có nhiều xe quá khổ, cơi nới thành thùng, chở quá tải chạy qua. Lực lượng chức năng phát hiện 13 phương tiện vi phạm về thay đổi kết cấu thành thùng, đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với số tiền gần 200 triệu đồng. Trong đó, riêng ngày 11 tháng 6, phát hiện 2 xe ô tô mang biển kiểm soát 89C28911 và 89C11185 quá tải, phạt 12 triệu đồng một xe. Riêng xe ô tô mang biển kiểm soát 89C18980 bị phạt trên 126 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.